Chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành học bài các số có hai chữ số tiếp theo. Nhưng trước khi vào bài mới thì chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra bài cũ các em nhé. Cô mời các em đọc giúp cô và chọn giúp cô đáp án bên dưới A, B hoặc là C. Rồi, đúng rồi, bạn nào chọn đáp án A là đúng các bạn nha. Còn bạn nào chọn đáp án B và C thì nhớ xem lại giúp cô nhé. Cô mời các bạn đọc giúp cô các số có trên màn hình nào. Đố các bạn số 49 có mấy chục và mấy đơn vị? Qua kiểm tra bài cũ thì cô nhận thấy các bạn đọc và nhớ được các số rồi đấy. Các bạn hãy cố gắng rèn thêm nữa nhé. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học đến các số có hai chữ số tiếp theo. Cô mời các bạn cùng quan sát trên màn hình nào. À, các bạn cho cô biết có mấy chục que tính? Đúng rồi, có 50 que tính. Vậy các bạn quan sát giúp cô có mấy que tính rời nào? À, có 4 que tính rời. Vậy chúng ta có 4 đơn vị. 50 que tính với 4 que tính thì chúng ta được tất cả bao nhiêu que tính? À, chúng ta được tất cả là 54 que tính. Chúng ta viết số 54. Viết 54, số 5 đứng trước, số 4 đứng sau, đọc là 54. Các bạn lưu ý giúp cô chỗ này, chúng ta sẽ đọc là 54, không đọc là 54 để tránh nhầm lẫn với số 51 các bạn nha. Cô mời các bạn lặp lại giúp cô. Tiếp theo, cô mời các bạn quan sát giúp cô. Cô có mấy bó chục que tính? À, đúng rồi, cô có 60 que tính. Tiếp theo, các bạn nhìn cô mấy đơn vị nào? À, một que tính là một đơn vị. 60 que tính cộng với một que tính nữa là 61 que tính. Chúng ta viết số 61, số 6 đứng trước, số 1 đứng sau, đọc là 61. Cô mời các bạn lặp lại giúp cô. Tiếp theo các bạn cùng quan sát nào. Có mấy chục que tính? À, có 60 que tính. Vậy có mấy que tính rời? Có 8 que tính rời. Vậy chúng ta có 8 đơn vị. 60 que tính thêm 8 que tính nữa là 68. Chúng ta viết số 68, số 6 đứng trước, số 8 đứng sau, đọc là 68. Cô mời các bạn lặp lại. Rất tốt, cô cảm ơn các bạn. Các bạn lưu ý giúp cô điều này ha. Các bạn cùng quan sát nè. Đây, cô có mấy chục que tính? Đúng rồi, cô có 50 que tính, hay cô gọi là 50 que tính. Các bạn hãy quan sát giúp cô những que tính rời. Cô có mấy que tính rời nào? Đúng rồi, cô có 9 que tính rời. Vậy 50 que tính thêm 9 que tính nữa là 59. Cô có số 59. Nhưng các bạn cùng quan sát những que tính rời giúp cô nè. 9 que tính, cô thêm 1 que tính nữa là mấy que tính? À, có 9 que tính thêm 1 que tính nữa, vậy cô có tất cả là 10 que tính. 10 que tính rồi cô bó thành một chục. Vậy đố các bạn, cô có bao nhiêu que tính? À, đúng rồi, 50 mà cô thêm một chục nữa đó là 60, hay cô nói đó là số 60. Vậy 59 que tính thêm một que tính nữa là 60 que tính nhé. Vậy liền sau số 59 là số 60 các em nha. Cô mời em tiếp tục
Quan sát giúp cô nào. Có bao nhiêu bó que tính à? À, có 6 bó que tính, hay cô gọi nó là 60 que tính. Vậy các bạn cùng quan sát giống như hồi nãy ha. Các bạn nhìn cho cô coi có bao nhiêu que tính rồi. Đúng rồi, 9 que tính rồi. Các bạn cùng nhìn lưu ý giùm cô những que tính rời nào. À, 9 que tính, cô thêm một que tính nữa là 10 que tính. Và giống như lúc nãy, 10 que tính này cô cũng bó thành một chục. Vậy đố các bạn là chúng ta có bao nhiêu tất cả tính? Đúng rồi, chúng ta có tất cả là 70 que tính. Các bạn ha, 7 bó que tính gộp lại thành 70 que tính. Vậy cô có số 70, hay cô nói số liền sau số 69 là số 70. Cô trò chúng ta vừa hình thành xong dãy số từ 50 đến 70. Tất cả số này là dãy số có hai chữ số. Bây giờ cô mời các con hãy vận dụng kiến thức vừa học để chúng ta tiến hành làm bài tập trong phiếu cô đã gửi nhé. Trước khi vào phần luyện tập thì chúng ta lưu ý giúp cô một vài điểm như sau. À, những số có hai chữ số mà kết thúc là chữ số 1 thì chúng ta sẽ đọc là 51 hoặc là đọc 61, chứ như mình không đọc là 51 hoặc 61 các bạn nha. Lưu ý giúp cô ha, 51, 61. Ngoài ra, những chữ số có hai chữ số mà kết thúc bằng chữ số 5 thì chúng ta không có đọc là 55 mà chúng ta sẽ đọc là 55 hoặc 65. Các bạn lưu ý giúp cô nha. Chúng ta vừa học xong những chữ số có hai chữ số từ 50 và đến 70. Bây giờ các bạn hãy lặp lại theo cô. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Rồi, rất tốt. Cô mời các bạn nhìn số và lặp lại cho cô từ số 50 đến số 70. Các bạn tự đọc nhé.
Rồi, rất tốt. Cô cảm ơn tất cả các bạn. Cô chúc các bạn làm bài thật tốt trong phiếu bài tập nhé. Cô chào tất cả các bạn.